Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y&K Adventure. Sáng nay là sáng mùng 1, ngày đầu tiên của năm 2023. Hôm qua mọi người cùng đón giao thừa với nhau ở trong rừng, rất là vui. Lần đầu tiên mình trải nghiệm luôn. Và hôm qua thì lúc mà rút thăm may mắn á, vui quá trời luôn. Tương lai nếu mà có điều kiện và nếu mà được, mình sẽ tổ chức thêm nhiều lần như thế nữa để cho mọi người cùng vui vẻ. Đấy. Hôm nay là nhà chị này chuẩn bị dọn dẹp để đi về này. Còn một số người sẽ ở lại. Và hôm qua có bạn kia là Điền Minh bảo là hôm nay sẽ có khoảng cỡ 8 người đi lên để tham gia cắm trại cùng ngày cuối cùng. Nhưng mà mình không biết là các bạn ấy có lên để tham gia không. Bạn mình hôm nay thì có một gia đình đi về này. Con vui quá trời luôn. Sáng nay thì tụi mình có món bacon, này là xúc xích, để ăn để bánh mì. Hấp dẫn quá mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng tụi mình ở lại cái khu cắm trại này. Thì chiều nay thì có thêm một nhóm tới nữa, sẽ cắm trại ở đây 2 ngày. Đây là bài gia đình luôn, setup 3 lều, quá đông vui. Đấy, đáng tiếc là tụi mình phải về ngày mai, không thể ở lại chơi thêm với mọi người nữa. Mong là những chuyến đi sau mọi người sẽ tham gia đông vui như thế này. Này, bên này có thuyền này nhá, đi chơi vui nhá. Cho em bé này lên chơi này. Thank you.
Sau 3 ngày đi cắm trại thì đêm nay là đêm cuối của tụi mình. Cho nên hiện tại mọi người là đang chuẩn bị ăn tối. Xong rồi chút nữa có thể là sẽ hát karaoke. Tùy vào xem điện thoại ai có mang không. Bây giờ ở đây mà điện thoại ai có mang là quý lắm. Đấy. Hôm nay thì một nửa dân số đi về, xong rồi thêm một nửa dân số đi lên nữa. Quá hợp lý luôn. Thì đầu kia cái xe van là ba gia đình đi cùng một chiếc xe. Bữa ăn cuối cùng của tụi mình trong chuyến đi cắm trại này. Tối nay tụi mình ăn gì bé? Nui. Nui ha? Nui sườn thịt băm. Quá hấp dẫn. Xin mời cả nhà. Đây là buổi karaoke cuối cùng trong chuyến camping này. Đợt này đi rất là may mắn. Gặp được rất là nhiều ca sĩ hát rất là hay. Quá đỉnh luôn. Và mọi người rất là tự nhiên. Dẫu trong màu mắt có chút tiếc nuối vô cùng chỉ vì em đau hề dài, em đau cả ngày đôi trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng có thêm em dừng lại. Nơi nhà lâu mai nhắc em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc? Oh my.
là đất trời nhớ mong mùa xuân trên tay em nụ hoa mắt nở phố xa ngỡ như thật gần câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ mơ về thêm một ngày có tụi mình tách đôi để đi về.
vì mưa là tới, mà mưa tới sớm quá. Bây giờ chắc khoảng 9 giờ mấy đó. Tụi mình thường ở khoảng hơn 8 giờ là tụi mình dậy để pack đồ dần dần rồi đi về. Mà đang pack giữa chừng gần sóng này, thì mưa to là đến. Thì chuyển đi cắm trại này là đầy đủ mọi loại thời tiết luôn. Mưa có, giông bão có, nắng nóng có, mát mát trời cũng có. Nói chung là một chuyến đi mà trải nghiệm rất là nhiều thứ. Đấy. Nhưng mà không phải vì mưa như thế này mà tụi mình sẽ nản cho những chuyến tới. Bởi vì đây là một trong những phần mà gây cho mình có sự thích thú khi đi cắm trại. Trải nghiệm được rất là nhiều thứ. May là tụi mình chưa tháo cái mái che này đã, cho nên vẫn còn chỗ để mà trú mưa. Chờ mưa là tạnh một chút xíu. Nếu mà trong vòng khoảng 30 phút mà nó bớt đi thì tụi mình sẽ ra bách nốt đồ còn lại, xong rồi đi về Melbourne thấp. Ba gia đình mà hôm qua mới đến đi xe bén á, thì sẽ lại chơi thêm một ngày nữa, rồi ngày mai mới về. Còn mình và gia đình của Vivi Johnny và gia đình của Stephanie sẽ đi về. Đi cắm trại còn có bánh tiêu vừa mới làm nên, ngon cho mọi người. Quá ngon luôn. Vậy là kết thúc trọn vẹn một cái chuyến đi cắm trại cùng với YNK Adventure tổ chức lần thứ 3. Thì thời tiết trải qua rất là nhiều thứ, nắng nóng lạnh bão tố có. Cuối cùng thì mọi người ai cũng vui vẻ và chuyến đi này rất là vui luôn. Có hai group tới, hai ngày khác nhau. Thì tổng số cũng gần 40 người đấy. Có một số gia đình thì không đi được. Nhưng mà mọi người đi trong chuyến đi này á, thì mọi người rất là gần gũi, vui vẻ. Thì cuộc bốc thăm rút số may mắn tổ chức rất là vui. Và rồi sau đó thì hát karaoke cũng rất là vui. Có nhiều anh chị em hát rất là hay luôn. Thì tụi mình cảm thấy chuyến đi này rất vui và ý nghĩa. Mong là tương lai mình sẽ có cơ hội để mà tổ chức thêm nhiều cái chuyến đi như thế này, đặc biệt hơn nữa, để mọi người cùng có thể tham gia với YNK Adventure. Thì mọi người xem video, nếu mà thấy hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình với nha. Và nhớ ấn chuông theo dõi cho tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.